Hello, xin chào anh chị quý vị và các bạn. Em lại tiếp tục lên sóng để giới thiệu tới anh chị và quý khách hàng một con Vios 2014. Một con xe màu vàng cát bản E số sàn. Một con xe mà giá chỉ hơn 300 triệu. Tư nhân chính chủ, biển 20 Thái Nguyên. Và thân vỏ gầm bệ cũng như là nội thất khoang máy thì em đã dọn dẹp khá là chi tiết về tổng thành rồi. Đấy, thì đối với dòng Vios này thì em cũng làm quá nhiều video rồi. Và đặc biệt là cửa hàng thì đa số đều là Vios, có chủ con Vios, thế nên là những con xe mà em quay video như thế này thì đều là tổng thành về ngoại thất, thân vỏ gầm bệ để anh chị và các bạn cùng đánh giá thôi, chứ còn không có chia sẻ gì như là về dòng xe này nữa, bởi vì dòng này thì nó quá bền bỉ và nồi đồng củi đá rồi. Đấy, chỉ quay tổng thành về nội thất, thân vỏ để cho anh chị và các bạn đưa ra sự lựa chọn và sự so sánh để khi với tầm khuôn tiền để cho các bác đến cửa hàng và lựa chọn cho mình một con xe mà về chạy gia đình với lại chạy dịch vụ hay chạy công việc ổn định. Đấy, đây toàn bộ nội thất phía trong này. Nội thất thì nó là nội thất màu kem rồi. Đấy, phục bản lề đây. Như là toàn bộ táp ly 2014 nhá, 2014. Số sàn bản E. Xe thì đã bắn tỉa đánh bóng về thân vỏ và sơn gầm chống rỉ cũng như là dọn dẹp sạch sẽ nội thất khoang máy rồi nhá. Đây toàn bộ da ghế này, toàn bộ mặt táp lô. Con này thì màn hình Android rồi, cam hành trình này, cam lùi đầy đủ hết. Toàn bộ về mặt táp ly đây. Đấy, biển 20 Thái Nguyên, lốp dép thì tương đối về chỉ sẵn đi thôi, không phải động chạm bất cứ gì thêm nữa. Toàn bộ hệ thống pha đèn này, pha đèn hai bên nhá, pha đèn hai bên. Đấy, và toàn bộ những cái mép mí này cũng như là về phần la răng và áp phanh. Đấy, tất cả những cái từ những cái xi nhan gương này, từ những cái thông số kính này, thông số kính 2014 này, 2014. Đấy, kính zin nhá, kính zin luôn. Đây, bản lề cột kèo keo sỉ này. Đó, toàn bộ ốc bản lề này. Đó, sản xuất năm 2014. 2014, gương kính chỉnh điện và toàn bộ mặt táp ly cửa lái đây. Đó, em sẽ quay đến phần khoang cốp cũng như là phần khoang máy cho anh chị và các bạn. Đây nhá, toàn bộ về phần khoang cốp này. Đấy, một con xe đẹp. Cốp cáp rất là rộng và đặc biệt là dòng này thì nó quá bền rồi. Đấy, nó thương hiệu là nồi đồng cối đá rồi. Đấy, một dòng xe quốc dân luôn với tầm khuôn mà loanh quanh hơn 300. Con này thì giá nó mềm, quá mềm nhá, chỉ hơn 300 một chút thôi. Đấy, gầm bệ thì dọn rất là chi tiết về tầm bộ keo chỉ này, keo chỉ zin hết nhá, keo chỉ zin hết. Đấy, keo chỉ zin gầm đây, toàn bộ tôn gầm này, đó, cổ mô và lốp dép. Đấy, cũng như là tất cả những cái mép mí này, mép mí. Tổng thành về ngoại thất con này thì sơn xi em cũng đã có bắn tỉa và đánh bóng rồi. Đấy, còn đây là về phần khoang máy. Máy đây. Máy 24, 15 và đầu 16 thì nó đều là máy đen hết, máy đen nhá. Tất cả những cái con ốc cabo này, những ốc tai này. Đó, từng cái đầu răng khoang máy đây. Đầu răng khoang máy. Đấy, nỉ này, phần lỉnh trong. Ốc cabo này và toàn bộ những cái mép cabo cũng như là keo chỉ và dàn lỗ đinh bấm đây. Đấy. Xe thì đối với dòng xe này thì chả có gì để bàn về, chỉ sợ lo mỗi là ngập nước với lại đâm đụng thôi. Còn lại keo chỉ mà máy số loại này thì keo chỉ là đâm đụng nó sẽ mất keo chỉ thôi. Bảo hành luôn là keo chỉ zin rồi. Đấy, không mất phân keo chỉ nào. Đấy, máy số loại này thì nó quá bền luôn. Đấy, quá bền luôn. Đấy. Đấy. Toàn bộ cốp cáp dép này, toàn bộ mặt táp lô này. Đấy, có đầy đủ hết phần nỉ. Đây, nỉ sần này, cái máy đang nổ nhá, máy đang nổ luôn, phanh tay này, toàn bộ táp ly cửa lái cũng như là tổng thành về một chiếc xe. Thì đối với cái tầm khuôn hơn 300 như thế này thì anh chị và các bạn mua về chạy thì loại này cứ dầu mỡ đều thì có lẽ là phải 5-7 năm, chẳng phải động chạm gì đến. Khám khí thì vẫn là 1 năm đăng kiểm một lần nhá. Đấy, một năm đăng kiểm một lần, con này còn được 4-5 lần nữa cơ. Vậy thì nếu anh chị và quý khách hàng mà đang có nhu cầu tầm khuôn mà loanh quanh hơn 300 đồng, hơn 300 triệu một chút, mà đang tìm một con Vios form mới 2014 thì hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng qua số điện thoại để phía dưới màn hình. Sau đây thì em xin phép được kết thúc video. Chúc anh chị và quý khách hàng một ngày làm việc vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở video clip tiếp theo.